Bây giờ chúng ta làm cái bài tính tổng bài 2.9 này. Mình sẽ chỉnh sửa giao diện cho đẹp chứ không nhìn quỷ bắp này nữa. Đấy. Các em cần chuẩn bị trước iPhone. Đấy. Bài 2.9 này. Nào cái gì? Máy giờ này. Rồi đầu tiên là chúng ta thiết kế cái form giống như này, có phép toán này, thông tin kết quả tổng kết thương hiệu. Mời có xong cái file này chưa? Bây giờ làm cái giao diện giống ở phía trước này. Với cái form này đặt xem nhanh tay đặt luôn nó đi. Để là form bên này form 1 này, form bên này chấm chữ n này. Rồi hết đi, chọn yên này. Đấy. Sau đó chỉnh các thuộc tính cơ bản của nó. Những cái thao tác này lúc đầu tiên các em nhớ tạo form xong làm luôn nó quen dần. Đây là 2.9 này. Các phép toán cơ bản. Icon có chúng ta chọn cho nó. Và kích thước nhớ chỉnh cho nó min nhé, cho người ta khỏi kéo. Ta lấy một cái kích thước quý. Mới cho nó vừa đẹp đẹp so với mình là được. Này, copy này. Đây là chỗ min này. Chỗ mark hết luôn, dần dần là cái form ta cố định rồi. Không cho người ta phóng to mà các em cho mark này. Ồ. Đấy, được chạy chụp rồi. Vừa xong là anh hỏi cái màu này để làm gì đúng không? Đấy, sau đây mình sẽ biến đổi cái màu này thành cái màu khác nó đẹp hơn để nó lâu lâu nữa bằng cách dùng cái file mà anh vừa copy cho em ấy. Đấy, để dùng cái file đấy này, em mở cái file ra, cái file copy vừa xong để đâu mở ra, cái file background scanner này. Cái đi trong này cái file chỉ có một phương thức này, protect override này, cái này chính là cái chỗ mà mình trôi màu nền khác. Và bên trên này trong cái khởi tạo có một cái dòng là set style. Đấy. Control style.v design đi draw chu, tức là cái này để là cái lúc người ta phóng to trong nhỏ form thì mình sẽ vẽ lại nó phải biến nỗi. Bây giờ dùng cái này rất đơn giản thôi, em copy từ cái đoạn này này, từ cái chỗ set style này, copy phương thức dưới này, mua đây hết này. Đấy, copy, đừng copy cờ nát, đừng copy phương thức này, copy xong rồi nhá. Sau đó mở view code này, view code vừa xong mình copy từ đoạn trên không, em mở tay này, đây copy set style này đến hết cái end của cái phương thức này, copy xong này. Sau đó chỗ này thì các em xóa này đi. Đấy, xóa cái end của phương thức đi không? Mình ghép vào đây. Đấy, thì ghép vào đây. Chứ phần bên kia copy sang. Đấy. Các em copy xong chưa? Copy paste không? Đấy. Copy từ cái đoạn bên trên này, paste sang đây, đúng vị trí này. Đấy. Từ file text này. Copy từ đoạn này này. Đến hết cả cái begin end của này, copy nó. Sang này paste vào đây. Xóa cái end của thằng kia đi nhá. Đấy. Nhưng mà nó lại báo lỗi, nó báo lỗi phải đỏ đỏ này, cái lỗi đó là thứ đơn giản này, bởi vì là chúng ta chưa using các thể gõ này, sinh system này, chấm nó ra đây này, chấm nó 2D này, như này nó hết lỗi ngay. Tuy nhiên vừa xong các em thấy là nó báo đỏ, nếu không có nó báo đỏ này, để khỏi phải viết tay các em phải kích nút vào này, để khỏi viết tay như vừa xong này. Cái đúp vào nó sẽ có cái phần sổ bên dưới, khi ở cái bút kem nhìn thấy cái hộp nhọn bé bé không, cái tam giác này, khi sổ dưới này nó sẽ thông báo nó có cái phần dấu cộng này, using system chấm ở bên dưới 2D, các em chọn phần trên này. Đấy, chọn xong thì tự động là cái chỗ kia nó thêm mấy thằng này cho mình, ok chưa?
Bây giờ chúng ta chạy thử xem kết quả của nó là gì. F5 này. Đấy. Đấy. Cóp ra tết vào cái chỗ hàng. Thì có phương thức rồi, nhìn cóp lại này. Nhìn mấy hình không? Em cóp vào này này. Cóp vào này nhá. Đấy xong vào chỗ này này. Đấy xong paste vào đây. Thấy chưa? Nó là phương thức kìa mà. Đây là tổng ra cái nội này. Để phóng to nó dễ nhìn nhá. Thì bảo để phóng to nó. Mắt này. Đấy. Có chữ không? À có chữ vào đi. Đấy có, từ này. Bây giờ các em từ đã, bấy cái màu này. Các em có xong chạy được chưa? Đây. Cái đoạn này là cái phần kiểm tra xem kích thước của cái form hiện tại nó bao nhiêu. Nếu như bằng không thì chúng ta không làm nữa. Các em chỉ quan tâm cái dòng bên dưới thôi. Chỉ cần copy để một cái code nó hay dùng, các em để một cái đoạn riêng. Đây. Bây giờ các em quan tâm cái màu bên trong này. Để ý cái bên trong nhé, Nine và Radian này. Có cái RC là cái hình chữ nhật, tức là cái hình tung màu này. Bên này các em để ý này. Cái Gradient thì cần có mấy màu các em? Gradient thì 2 màu. Thì vậy trong đây cũng cần phải có 2 tham số màu. Đúng không? Bây giờ các em nhìn thấy này. Có đầu tiên là Color.Y là màu gì? Màu trắng này. Thế còn cái phần này hơi nạ đúng không? Có ai học đồ họa chưa? Chưa đúng không? Tạm thời bỏ cái này nhá. Từ Y này các em phải chọn này, Color này. Từ màu trắng này đến màu đỏ này. Ở màu xanh được, màu đỏ này. Ta vẫn lưu đây này. Bây giờ các em thấy màu khác này. Đây là màu bắt đầu, màu kết thúc này. Nhưng mà túy này, bên cạnh đấy nó còn một cái phần đó là cái chiều tô của nó. Tức là tô theo chiều thẳng đứng. Chiều đứng là bao nhiêu độ các em? 90 độ đúng không? Thế chiều chéo là bao nhiêu độ? Đấy, các em điền vào. Đây giờ cũng không cần giải thích, các em biết cái này 90m là gì đó đúng không? Cái số 90 cuối cùng này. Các em muốn thay đổi độ tô, các em muốn thành chéo, sửa cái này thành 45. Đấy, sửa cái cuối cùng 90 ấy. Đây là cái phương thẳng đứng. Bây giờ các em nhìn thấy cái chỗ này nó là tô thành hình chéo nào. Màu này sáng nhất, chỗ này tối nhất này. Và các màu các em tùy chỉnh. Đấy này. Chỗ này các em chú ý có 4 tham số. Cái đầu tiên là cái RC, là cái khung mình muốn tô màu. RC hình chữ nhật x-time bên trên này. Còn hai cái giữa chính là cái màu đầu, màu cái cuối. Như bảo các em bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu ấy. Thế còn cái tham số cuối cùng là cho biết là mình đi theo phương nào. Đi theo chiều ngang, đường bằng hay đường dốc hay đường thẳng đứng. Đấy. Và chỗ này các em còn đổi màu khác. Đổi màu gì cho nó ác ác thì magento này. Màu tía này. Chỗ này không phải 45, các em cho 180 tham gia cái gì. Không vấn đề gì cả. Thử nó. Thật ra màu này đúng không? Đấy. Các em thử đi. Thử thấy một màu chiều các em thích. 360 xem một vòng được cái gì. Đấy. Và thông thường ấy để kiểu màu 90 độ thôi. Và chỗ này bắt đầu này. Lần trước các em thấy cái chỗ này nó Canon này chấm from ARGB này. Ở đây chính là mình lấy màu theo hệ màu RGB. Tức là có bằng màu cơ bản là Red, Green và Blue. Đó là màu đỏ này. Màu xanh của nước biển này. Và màu xanh da trời. À màu này, Green. Green cả những màu xanh là chuối ấy. Blue và màu xanh da trời ấy. Để lấy cái màu theo ưa thích, chúng ta có thể dùng một phần mềm hỗ trợ lấy màu. Có rất là nhiều phần mềm, nhưng mà cái phần mềm nhỏ nhẹ. Chúng ta có thể dùng cái đó là tên, có tên là Canon Crop, nếu các em muốn lấy màu theo ý thích nhé. À. Cái chuyển cửa sổ đó, cái màu thì nó như thế đó. Các em nhìn thấy phần mềm chưa? Đây phần mềm có tên là Canon Crop để lấy màu. Và nếu mà màu chúng ta nhìn thấy trên phần mềm này, các em nhìn thấy cái số nào? RGB chính là Red, Green, Blue. Hệ màu theo ba cái màu cơ bản này trộn vào nhau. Chính là cái để đại diện hình lập phương ấy. XYZ chẳng hạn, mỗi một cái đứng ở tiêu đề. Nếu mà nó bằng cao nhất cực độ ấy, thì nó thành màu trắng. Là 255. Chú ý cái hệ này các em nút điền màu ấy. Điền cao nhất giá trị bằng 255 thôi. Điền cả 3255 các em nhìn xem là màu gì nhá. Đây, nó chạy từ 0255, nó là màu trắng.
Còn nếu kem muối màu đen thì điền hết về không, đó là trên đường gốc của tọa độ về màu đen. Đây là hệ RGB trộn với màu như là kem ba nọ mực ấy, mực đỏ này, mực xanh này, mực xanh của trộn với nhau. Sai hai tỷ lệ. Ở đây nó cũng thế. Nó là cái chỗ mà color.com đấy. Hoặc là 1462. Đấy chính là cái chỗ này kem thay thế các hệ vào. Ví dụ lấy màu bất kỳ kem thích màu nào lấy thôi. Đây là màu kết thúc nhá. Đây lấy cái bút để ra này, cùng Canon này. Ví dụ em các em muốn lấy cái màu của cái Google Chrome này, màu xanh này được chưa? Đây nhìn cái chỗ di chuẩn mình này. Đấy, cắt đúng cái phần này ra màu xanh này. R này bằng 75 này, R180 này, B bằng 72, kem điền đúng vào đây, cái nó nổi lên trên này. Ừ đúng thứ tự đấy, nếu đúng thứ tự R đầu tiên là R là bằng 75 này. Phải tiếp theo là R green này 180 này. Tiếp theo là màu blue cuối cùng là 72. Bây giờ chạy xem kết quả. Bây giờ thấy đúng cái màu của Google Chrome chưa? Đây này. Đúng màu Google Chrome này, đây cái màu cuối cùng này. Tức là các em thấy nó màu khác, dù bắt đầu từ màu bên di chùa này. Cái màu này có hệ là 65, 74, 185. Các em phải bắt đầu từ cái này. Thì cái chỗ candle.quay này, một khi cố định các em sẽ dùng cái muốn lấy màu từ màu kia thì chúng ta phải dùng cái là candle.from. Các em thử luôn theo cái của anh được, về nhà cài thêm phần mềm đấy. Nếu muốn candle.from ARB này, điền vào 65, 74, 158. Đấy cái hệ màu dễ dùng không? Thế là mình hệ màu thì là màu dạng kết hợp, là phải màu cơ bản nó rõ rách với blue nữa. Để thử này. Thì chúng ta sẽ cái màu dạng này. Đấy chưa? Màu này hơi xấu nhỉ. Đấy hơi tối. Đổi màu khác. Tôi thích màu, không thích màu này, thích màu xanh xanh ở đây chẳng hạn. Đây. Màu xanh này và xanh ngọn chuối á. Có cái nào đẹp hơn nhỉ? Đây này. Lấy ra cái màu vàng này hả? Sửa này không? 255 phải 239 phải 1. Các em sẽ đến bất kỳ để thử hệ màu, các em không có lỗi gì cả. Chỉ cần đến đúng 3 tham số. Nếu là chạy từ 0255 đừng vượt quá nhá, vượt quá là lỗi đấy. Mắc của nó 255 thôi. Đấy các em thấy các màu khác nhau này. Ở con có đu bên con luôn nhá. Bây giờ về cái màu hay dùng. Đây thì các em thử các màu thôi. Bắt đầu từ màu trắng thôi này. Màu trắng là white. White with này. Chỗ này cái màu đầu tiên là chắc màu gì? Cái mã màu này không chuyển được, em phải chuyển sang. Nếu cái kia điền vào thôi nè. Nếu mà bên HTML hoặc web thì cái mã màu không chuyển được. Nhưng bên cái này thì phải chuyển sang số mà. Đấy giờ chúng ta có cái nền nó tạm tạm dùng được rồi. Đây. Anh thích màu này. Khóa kích thước nó vào, không cần to to làm gì cả. Quay lại kích thước khóa nhanh vào. Copy kích thước hiện tại. Paste vào cái mark này. Rồi. Giao diện xong. Cái phần main này. Tiếp theo là mình thiết kế bên trong. Bên trong có phép toán là cái neighbor này, group này, mấy pattern xem kéo ra. Kéo group box này. Bên này vào control này, các em kéo cái neighbor này trên trên này. Bên trong thì luôn luôn còn có cái một cái thông tin đúng không? Take box với lại cái neighbor. Chúng ta cho hai cái này gộp vào nhau thẳng hàng luôn. Đấy. Cái này là group box. Đấy. Các em vào cái container ấy, kéo cái group box ra này. Cái group box kéo nó ra. Kéo ra trước. Container group box kéo ra trước. Chỗ này copy này. Paste này. Kết quả đi ngoài. Đấy kết quả bên ngoài, cho nó bên ngoài đây. Và bên này dưới cần các button. Mấy button các em copy này. Đây. Đấy. Còn thiếu cái gì không nhỉ? Đủ á. Cảm thấy thương hiệu, kết quả đủ. Canon có. Đức copy hay là cắt đấy? Copy thôi. Mất luôn rồi, có thể đi luôn rồi. Không, nó còn chưa kịp duyệt nữa. Phép toán này. Kiểu này dễ anh Đức. Số này là phần thông tin này. Dễ anh Đức. Có lại này.
này. Đây này. Rồi phần này chúng ta căn chỉnh cho nó. Các em còn nhớ cách căn chỉnh không? Căn trái căn phải các em còn nhớ không nhỉ? Nếu ai chưa nhớ thì thực hành này nhá, đây này. Căn chỉnh này. Căn sang bên trái đều nhau này. Căn hàng ngang này. Sâu giữa này. Đấy. Căn đặt giữa cái phần này của bên group box, các em quét hết cả 4 cái, sau đó chọn vào cái center Hodgkin này. Căn là chính giữa của group box cái chiều dọc này, ở giữa này. Đấy. Cái này để kéo rộng một chút. Để kéo rộng ra cái cả hai này. Đấy. Căn là giữa này. Đấy. Số này là kết quả, các em ghi vào kết quả này. Số này là tổng này. Tích này. Tích này, thuê can làm tiếp này, tí con lại ra. Trường này. Lấy cái màu bất kỳ được mà. Lấy về nhà thì được. Đấy. Bây giờ can chỉnh cho mấy cái nút này. Thu hết khoảng cách chiều ngang này. Giãn là một đơn vị này. Can đan giữa này. Được rồi. Kết quả này. Con lại không ra. Đó. Bây giờ chạy thử nhá. Chạy thử các em thấy cái màu của nó này. Cái kết quả này, cái thông tin này, nó cái phần màu nền rất là M6 đúng không? Lúc này chúng ta phải cho nó trong suốt thì đẹp hơn. Để trong suốt tiếng Anh là gì các em? Opacity là độ trong suốt, thế còn trong suốt không nó là transparent. Đấy, chúng này các em ý này. Để chỉnh cái trong suốt thì các em chỉ cần quét hết này. Sau đó chọn vào backscanner. Chuyển sang tab này. Backscanner thì các em nhìn sang quét này. Có cái từ trend pattern ở ngay trên đỉnh cùng ấy. Trên đỉnh này có trend pattern này. Chọn vào trend pattern này. Từ cái nằm chọn này. Các em phải chọn cái này thôi. Chọn mấy cái neighbor thôi. Với cái group box. Rồi. Chọn vào trend pattern này. Đấy. Xong chạy lại. Sau khi lại giờ các em nhìn nó trong suốt này, nó không bị cái màu nền như ở trước nhá. Đây. Cái bài này hứa mà em làm cái bài tập hoàn thiện để sau cả nào sẽ chỉ nâng cao học về chúng ta tuân thủ cái quy tắc này là đủ chương trình này. Chỗ này cái nút các em có thấy có cả cái biểu tượng nữa chứ không phải cái nút không đúng không? Cái biểu tượng có nhớ các em phải chọn này. Đây là cái nút thông thường thì nó không được đẹp cho lắm. Đến khi nào gần cuối về khuyên khoan hướng bọn em về cái dùng các phần mềm hỗ trợ giao diện cho nó đẹp. Bây giờ tạm thời các em cứ học cái kia cũng tương tự này chẳng qua nó đẹp hơn thôi. Đây, muốn chọn một cái ảnh cho cái button này, các em chọn button muốn cho ảnh này. Sau đó tìm đến cái thuộc tính image. Đây. Tiếp theo đấy là các em chọn tới cái ảnh icon. Cái này anh có cho em rồi đấy. Dụ đây là nút gì nhỉ? Tích à? Tích các em chọn biểu tượng nó gợi nhớ một chút. Cái này không phải chọn bừa đâu, mà thông thường người ta thiết kế cho từng biểu tượng một. Ở đây cái tích thì nó chưa có, anh chọn tạo một cái. Đấy, cái ảnh này to quá nhỉ. Ở cái button của Windows không có sẵn hơi dở là mình không chỉnh được kích thước ảnh. Do vậy các em chọn cái ảnh là nó bé bé thôi. Đây. Tạm thời cho cái nút hơi to, bình thường nút người ta không cho to đâu. Nhưng đây có cái ảnh là ảnh to này. Và chọn xong các em thấy cái ảnh nó đang chính giữa cái nút rất là xấu. Người ta thường thường cho cái icon bên nào các em? Bên trái đúng không? Muốn chỉnh vị trí của ảnh các em nhìn cái thuộc tính bên cạnh. Ở đây có image online này. Chính online là gì các em? Online là gì không? Mời dòng đâu? Vị trí chính xác là gì? Như bảo word ra ngoài quán các em gọi là căn chỉnh. Căn nề đúng không? Căn nề hay căn chỉnh? Các em click vào đấy, click vào. Đấy. Chọn vào đây này. Thì nó các vị trí này, tất cả có 9 vị trí này. Bây giờ đang là middle center. Muốn ra bên trái và chính giữa theo chiều y, các em chọn vào cái middle net. Đấy, middle net đây. Đấy, net giờ nó ra bên trái rồi. Cái ảnh hơi to. Đây, các em kéo cái ảnh làm sao, kéo cái nút sao cho nó đừng, phía chữ đừng để cái ảnh. Chịu khó dùng làm thời gian khi nào ổn ổn, thì em dùng cái nút 3. Thì kích thước ảnh hoàn toàn mình cố định được, mình thay đổi được, không phải là dùng cái ảnh có kích thước này nữa.
Rồi, tương tự cái nút khác. Nhìn đây này, image key này, tương tự các em chọn cái ảnh khác, bốn nút chọn hết cho nó quen, chọn hoàn chỉnh, chọn bình thường này. Tạm cái cho các nút bằng nhau dùng cái gì các em, các con số bằng nhau dùng kiểu gì nhỉ? Mission size là cái nào trên này, thế nào cái này đúng không, đây này mission size này, để cho cái form rộng một chút. Đây. Và sau đó căn chỉnh thu khoảng cách chiều ngang dùng cái gì thế này nhỉ? Đấy. Dùng cái này đúng không? Đi mua H này, có chữ H, H ngang, cái gì H ngang ấy. Giãn một tí này. Sau đó căn giữa này, center này. Cái nút này to, tốn diện tích quá. Chỉnh lên vị trí nào. Image online nè, cho mít đồ nét đi. Còn cái ảnh to. Rồi. Cứ làm như này. Các chiều ngang khoảng cách bằng nhau này, thu nhỏ một tí này. Ở căn cỡ hết mạng, cái này nó không hỗ trợ. Thu nhỏ sang một cái hỗ trợ giao diện cái nút của cái đốt hết ba để hỗ trợ, ví dụ nhé. Bọn em chưa cài, chưa biết, dụ anh dùng một cái của đốt hết ba này, nó tương tự như cái nút của cái này thôi. Đây. Mà nó là button X này thì cái nó hỗ trợ được, hoàn toàn mình thu nhỏ ảnh được. Đây này, button X nó vẫn là button bình thường thôi. Rồi xem chọn được cái ảnh nhá. Cái này tạm thời nó không hỗ trợ những cái đấy thì các em chỉ khó dùng một thời gian. Đến khi nào chắc chắn thì dẫn dùng cái phần này này. Nó sẽ hỗ trợ thêm mà, cũng dễ dùng thôi. Ví dụ là cái ảnh to này nhá. Đây. Đây. Và các em thấy cái ảnh rất là to đúng không? Giờ xem thuộc tính của phần này này. Nó có image fix size này, chỗ này hoàn toàn chỉ kích thước chỉ 20x20 thôi. Đấy, kích thước ảnh chỉnh được. Nhưng cái nút tuần của cái window cũng sẵn, nó cũng có thuộc tính đấy, nó mở rộng ra này. Kích thước nó có nhưng nó khóa mình không sửa được. Đây này, nó vui đẹp đây này. Thì có dùng thời gian, sau đó anh dẫn dụ em dùng cái này nó đẹp thôi, mà nó dễ chỉnh. Đấy, như là cơ bản không dùng cái này bộ. Chỉnh xong rồi đấy. À có cái tag online không ạ? Đây. Cái tag online các em chỉnh nó sang bên phải này. Đây. Các em chỉnh cái tag online sang bên phải là tránh được cái trường hợp mà nó thừa. Nó thành tag online của cái này này, của cái button ấy. Chỉnh sang bên phải. Để nó không bị dư thừa lần trước nhá. Nó đang cứ middle center với nhau, nó trùng gần nhau quá. Chỉ hết mít giờ ra. Đây, được chưa? Như này dễ nhìn đẹp hơn đúng không? Mà nó không bị tốn nhiều điện tích lần trước nữa. Cho một nút tích làm chuẩn đi. Mới thiền xa. Thu gần nó vào. Quyền mất. Đấy. Thương là chưa chỉnh. Thương ảnh to quá. Đã chỉnh xong hay không? Này có thể cắt lên gần này này. Thu nhỏ vào này. Đây, càng giữa nó cả đống này. Càng giữa từng cái này. Từng cái này. Chỗ này nó gần nhau này, thu nó vào.
giãn ra một tí sang giữa này, và để cho lên trên một chút, cho em cho giao diện nó gọn gọn hơn, nó xinh xinh đẹp đẹp thôi, đừng cho nó to quá làm gì. Chú ý qua video này hướng dẫn bọn em là căn chỉnh giao diện chuẩn nhá, lần sau các em có thấy phần nào anh hướng dẫn kỹ từng phần này, không nói chậm này nữa, nó sẽ làm nhanh đấy, nhớ chưa? Các em về nào thường luyện thành thạo cái phần này, từ cái phần đặt tên này, à cái phần chỉnh biểu tượng này, xong cái phần là chỉnh form. Ừ, nhưng mà nhớ là cái này em nói chi tiết buổi sau em không nói chi tiết cái phần này nữa, nó mất thời gian. Cái này cho nó nhỏ một tí là đẹp. Các em thấy kích thước này vừa đẹp rồi, chúng ta copy cái size này, cho nó cố định lại cho nó, để không chỉnh sửa nữa. Đây. Không cho người ta kích mắt nữa, chỉ cho cái mắt này bằng khô rồi. Chạy lại xong ok ngon này chưa? Tất cả mọi người có được cái form ngon này cành đào chưa? Đây. Đây, như này là coi như giao diện chuẩn rồi. Nhìn tạm tạm đấy, không cho phóng to, không kéo cái thước được. Đấy. Cái số người ta thường căn trả phải căn trả vậy? Phải đúng không? Chỉnh nốt cái số cho nó. Đấy. Số là các em quét thế, nếu mà chỉnh nhiều control vô cùng tính các em phải chọn được. Đấy. Chọn hết cả ba này, sau đó các em chỉnh một lần thôi. Tương tự có N cái này cũng chỉnh được. Chọn vào ra thôi là xong. Có thể mặc định đầu tiên là có thể chọn bằng cộng được. Đấy, bằng không. Chọn hết cả tất cả ba cái một lúc được. Và khi thao tác với máy tính chúng ta thường dùng cái tab để làm gì nhỉ? Nhập xuống tab xuống thẳng đúng không? Nhưng đúng thứ tự cái đấy này, chẳng bây giờ là tab từ A này, tab xuống B này, tab lên là đúng không? Nhưng đôi khi chẳng hạn nó không đúng thứ tự này. Ví dụ này. Bây giờ chỉ đảo hai cái thôi. Tab in đây này. Không. Một cái. Chạy lại xem có gì sao nhá. Đấy không này. Đấy nó chạy ngược em, các em thấy không? Thấy không? Đấy thứ tự mình có tam này. Đúng ra bắt đầu từ số A này xong đến số B đúng không? Nhưng nó lung tung này. Bình thường nếu như các em không biết có thể chỉnh thuộc tính từng cái một, nhưng mà sao em chỉnh? Đó là chọn vào cái control này. Từ A này sau đó click vào chọn tab index là 0 này. Xong B chọn bằng 1 này đúng không? Xong này kết quả chọn bằng 2 này. Tổng bằng 3 này. Đấy vân vân. Cái này vẫn làm bình thường được. Nhưng các em hãy đặt câu hỏi suy nghĩ để giả sử nó có khoảng 20 cái con trôn, không phải đặt thế. Chết đúng không? Mỗi form có 20 cái, khoảng 10 cái form các em nhân lên. Mất 200 cái đúng không? Quá lâu. Thay vì phải làm thủ công từng cái một, trong khi sổ hỗ trợ sẵn cái một gọi nào có là tên là tab order. Đây. Có tên là tab order, có nghĩa là đặt cái thứ tự của tab. Mình không phải kích từng cái con trôn một cái, đồng loạt được nhiều cái. Đây, xem các em xem này. Vừa rồi mình giải thích từng cái xong thuộc tính này, rất là khổ, ta đây là khổ này, thứ tự của nó ấy. Bây giờ các em nhìn vào cái tab order ở trên này. Đấy, di chuẩn lên trên là có cái có hiển thị một cái chuẩn tooltip có tên là tab order, các em nhìn thấy chưa? Kích vào nó. Khi nó dần trên form xuất hiện là nó có các số đánh dấu này. Và bây giờ các em muốn là nó bắt đầu từ đâu ấy, thì chọn cái đấy. Nhưng mà chú ý cho nhỏ là khi mà chúng ta sử dụng control là có cái group box, cái control bên ngoài như đây cái thông tin ấy. Này vòng ngoài thì các em phải coi cái này như một control và cái thằng trong nó là A, B đúng không? Thì phải bắt đầu từ cha, từ control nó lại thì các em phải chọn cái vòng này trước này là không này. Đấy. Sau đó tức là cái thằng này là control, coi cái vòng là một control tổng hợp như của các em gói vào một cái, chọn cái này trước này, sau đó mới chọn con của nó, bắt đầu mới chọn A này, chọn B này là 0,0 này, 0,0 hơn 1 này. Sau đó các em muốn kết quả chạy là 1 này, tổng này, tích này, thương này, hiệu. Thấy chưa? Bây giờ muốn bỏ đi này, kích vào tab order chạy lại này. Đấy giờ chọn không này, 1 này. Đấy giờ các em thấy nhẹ nhàng không? Vừa chính xác và vừa nhanh, rất là nhàng. Đấy. Các em nhớ cái nào nhớ chỉ cái tab order thôi. Có cái group box phải chọn group box trước này, 0 này, 1 này, 2 này. Đấy. Nếu không group box can chọn bình thường, thực sự có group box phải chọn từ cha trước, phải nhớ là nó trong nào chọn trước đấy cái con. Mặc định thứ tự nhưng nó theo cái control em pop nó kéo nó form ấy. Thằng ta không thằng thứ hai cả tay bóc này bờ tính hết nó kéo thứ tự ra thì mình muốn chỉnh lại cho nó ý mình ấy. Có lúc mình kéo nó đúng phải chỉnh cái này chỉnh hết được em đấy chỉnh nó phải chuẩn lên này đấy nó phải có quay vòng này là được
Rồi.